chào tất cả các bạn quay channel. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi đó là em ăn sử dụng mentos phủi với lại một cái chai Coca. Đây mình có chuẩn bị thêm cái này để mình đi vô. Các bạn xem nha. Bây giờ chúng ta đã lấy mentos ra sẵn. Giờ mở ra. Mình nghĩ là cô con mới nở áo. Nó sùi bọt thôi, ở đây nó sùi bọt thôi. Đó, nó sùi bọt thôi. Nè các bạn. Nó chỉ sùi bọt, Nó không có tràn ra. Dạ thì nó đi bọt á. Uống tiếc quá. Dỡ uống đi. Dỡ cho một em uống nè. Người uống này của mình nó đi. Bây giờ mình sẽ đưa một người uống phụ nước này ra để mình thôi nó đi. Chào các bạn, mình tên là Anh Thi. Thôi nè, uống đi. Ôi mẹ em đang nha. Các bạn đi vậy chị ba chị em hả? Em nói bọn đi nữa. Rồi nhảy theo gì? Yeah. Gì vậy? Uống đi. Mẹ con của con, của không phải của má Tư mua đâu, của má Sương cho con á. Má Tư cho mẹ chị ba mua. Má Tư mua cho mẹ chị ba. Có lâu không? Mẹ chị ba mua mà. Giờ có ăn không? Giờ không. Má gã nha. Vậy đi cho lấy cái này dễ đi. Dễ thì mày nhìn rồi.